Kính thưa quý vị khán giả theo dõi kênh YouTube Yến Sào Rồng Vàng, và hôm nay chúng tôi lại có mặt tại thành phố Long Khánh của tỉnh Đồng Nai để tiếp tục giải cứu một căn nhà yến này. Thực sự quý vị, căn nhà yến này cũng to cao vạm vỡ, rất là ok, thấy phần cứng thế là đẹp trai. Nhà này thì cũng đã điện liên hệ với tôi cách đây năm ngoái, và tôi cũng đã bác này cũng đã lớn tuổi chút xíu rồi, chung tuổi, và cũng đã xây căn nhà yến này là 5 năm rồi. Ống thì tôi thấy nó cũng nhiều ống, các cái nỗ khí bằng nỗ thông trực tiếp rồi, và thứ hai nữa là các cái nắm gió thì lên được bịt rồi, chứng tỏ là bác cũng đã xem kênh YouTube Yến Sào Rồng Vàng rất là nhiều. Và đằng sau hôm nay bác lại tiếp tục mời tôi đến để giúp đỡ. Cái này này cũng thực sự là đúng là giúp đỡ thôi. Ông năn nỉ quá trời luôn. Và trong này thì cũng hai âm ly dự phòng, hai âm ly người kia, đầy đủ tất cả món các món đồ chơi. Và đây mình đã mới kiểm tra chút xíu đi xem như thế nào. Dọn dẹp sạch sẽ anh rồi. Có cái đèn là đèn đèn. Cho đèn ba sáng đi chứ. Mượn cái đèn mới ha. Đây sẽ mất cầm đèn này. Đèn đồ được thầy. Ôi trời. Và ống thì là ống 90. Chết rồi. Và loa thì cũng đã bắt chéo nhau, cũng chả phải suy nghĩ. Nam thì cũng đúng, cũng đập ra cũng các kiểu này, sao không có chim. Xem cái ống khí, chất lượng ống khí nào. Cũng vào này, cũng được đây. Kỳ ta. Loa dẫn. Cũng làm loa dẫn, cũng bài bản. Nó bịt nỗ khí này, bịt bớt mấy anh trước này. Và trên đây là chuồng đảo chim. Chuồng đảo chim thì cũng đầy đủ lỗ điều khí. Bên này tấm xi mò đưa chim vào. Nói chung nhà này chả thiếu gì cả. Có thiếu mấy cái loa dẫn làm nèo phèo quá. Có mỗi cái loa dẫn chim thì em làm nèo phèo như này. Có chấn sáng này. Đây. Phát hiện ra một điều. Cái điều bên kia là cái lỗ chim sai rồi. Sai thực sự rồi. Bên kia lỗ chim vào và chéo đây. Thế này phải đủ cái lỗ đây rồi. Rồi xong phim. Sai nhà này, sai một cái lỗ chim vào chim. Vì muốn cái sàn làm tổ to. Đây là muốn làm cái sàn làm tổ to nhiều hơn. Thế nên là làm một cái nhà, cái chuồng đảo chim nó lòi vào trong mấy trong. Bên kia thì nó lại sang bên kia mấy mét nữa. Thế nhà này nếu thực sự ra mà nó chuồng đảo chim nó rộng ra thì chắc chắn không đến nỗi lắm đâu. Ôi giời ơi, xài mỗi lỗ ở trên. Bây giờ chúng tôi lại phải làm lại, đục cái lỗ là đục cái lỗ lỗ chim vào ngay bên này này. Bên này nó có sàn, đục chỗ này lại ra. Khi đục ra thì con chim sẽ nhảy từ đây xuống đây thì đi đến cái loa dẫn thì chim vào nhà thôi, có gì đâu. Đó là một cái điều chúng tôi cần phải nói là một cái lỗ bò chim mà đã bị sai. Không khí thì đây thì tôi sờ vào thì thấy nó vào cũng tương đối là đều, không đến nỗi lắm, nhưng mà nó vào sáng nhiều. Các mặt gỗ này thì cũng tạm thấy được, không đến nỗi lắm, còn đồ giả nữa. Thì các cái loa đây đã cũng đập phá này, quý vị thấy này cũng đập phá rồi. Ngăn nắp ngăn phòng bây giờ cũng đã đập phá rồi, nói chung là đã đập phá rồi. Và tôi sẽ trèo lên trên để xem tình hình sao. Tôi thấy những chi tiết có cả một căn nhà yến nó có thể là còn hoàn hảo, thế nhưng mà chỉ một cái lỗ chim mà mình làm cái thiết kế cái chuồng đảo chim nó sai, là khi con chim nó xuống, nó vào, nó vướng, nó không xuống được thì nó cũng đã làm cái nhà chim bị hư. Thì đây là còn đây là một cái điển hình, tôi sẽ lên tôi quay một cách kỹ càng hơn. Quý vị có thể là để ý cùng với tôi. Và khi mà cái lỗ chim nó bị sai ấy thì chim nó xuống nó ức chế. Cái nhà này trợ giúp bác này. Đâu này làm alo à?
thử. Chắn sớm bước sáng đây cho anh ấy. Để chân lỗ nó kềm lại. Đọc từ là quét kềm. Để chúng nó lên, để chúng nó cho lên máy đi, lên máy nó khoan, máy nó đổ thầu lại đi. Nổ số ít này. Được máy này. Khoan máy thêm, tăng cường thêm mấy lít này này. Để nó đẩy khí cao lên chút xíu. Và chỗ này họ có cái vách. Nó có cái vách bên nó rất là hẹp. Rất hẹp. Và vào nó bí bách đó. Nhà này thiếu khí nữa. Nên là bây giờ chúng tôi phải tiến hành là đặt một cái mấy cái lỗ ống khơi, ống khí lớn, ống khí 114 đây để khoan cho bác này. Mấy lỗ ở đây. Ống 90 hiện nay đối với tất cả những kinh nghiệm những năm mấy năm về trước ấy, chúng tôi làm cho khách hàng nó có đạt nhé, nhưng mà nó không tối đa, tức là thay vì chúng tôi làm thì về sau rút kinh nghiệm cách sâu sắc, chúng tôi sau này chúng không dùng 90 nữa. Cứ khoảng 4 năm về trước là chúng tôi cái nghiên cứu nó cũng chưa được đầy đủ lắm, nên là chúng tôi vẫn sử dụng ống 90. Sau khoảng tầm 3 năm trở lại đây thì chúng tôi đã không dùng, 3 năm rưỡi trở lại đây sau khi một cái loạt nghiên cứu đầu tiên khoảng tầm mấy chục căn, chắc hơn 100 căn, gần 200 căn là chúng tôi vẫn dùng ống 114, ống 90 cho khách hàng. Nhưng sau khi một năm hoạt động, hơn một năm hoạt động thì cái ống 90 không phát huy được cái tối đa. Và sau đó chúng tôi tiếp tục mần mò ra, tìm kiếm ra. Và chúng tôi chuyển sang 114 thì cái lưu lượng khí, lưu lượng nhiệt và nó tốt hơn rất nhiều. Và sau này đến năm 2021-22 chúng tôi quyết định thay đổi quy trình là sử dụng này, cái ống 114 và tất cả những phiên, những bản ảnh và cái khoảng cách làm giữa các cái vị trí và cái kết cấu loa chúng tôi làm thì tôi đăng ký bản quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ rồi. Nói chung là một cái bộ quy trình sửa chữa nhà Yến hoàn thiện, chúng tôi đã đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ rồi, kể cả những cái mắt cái loa như thế này. Đấy, bản ảnh mắt loa rồi bản ảnh đi là dẫn là du. Đó, chúng tôi đã đăng ký bản quyền. Và nhà Yến này thì thực sự ra nó chậm là đúng rồi, chữ đàn là đúng rồi. Nó vào nó ngột ngạt, nó đủ cái độ khí. Và nhà này thì chúng tôi chỉ có khoan ống khí cho bác chủ nhà thôi. Và có thể năng là nghiên cứu cho bác một bộ âm có tương đối là tốt. Để chứ bác nó cũng làm lại hết rồi này. Không có gì phải nói cả. Và chúng tôi cũng thưa quý vị đây này, cái vị trí chuồng đầu chim thế này, lỗ chim nó bị lệch này, bây giờ hóa giải thì tôi đã phải làm mặt loa ở đây, hóa giải thì tôi phải cặp mặt loa ở đây, bên đây một cặp loa thì mới được, thì mới dẫn cái chim xuống được, cũng khó lắm. Bên kia cái lỗ chim kia là bên sàn này ba sàn, và chúng tôi chắn sáng thêm đây một tí nữa, chắn sáng thêm một tí nữa, và tôi sẽ đi lại cái đường dẫn lại cho bác chủ nhà. Đường dẫn này hơi cao và các khoảng cách loa đây là một cái cấu trúc phòng như thế này là nó rất phức tạp. Thực sự nó vào trong nhà rất phức tạp, nếu mà thực sự quý vị mà làm nhà Yến thì quý vị cố gắng giải phóng, không cần xây những cái vách như này đâu, nó phức tạp quá mà nó tốn kém mà nó bí cái nhà Yến, nó không luân chuyển khí được. Bản chất nhà Yến nó là cái hang động có chiều dài một chút xíu là tốt, làm ngắn quá không ổn, làm ngắn quá thì chúng ta điều khiển cái khí, cái nhiệt nó rất là khó nhé. Thế thôi, không có gì cả. Một nữa chúng tôi cũng cảm ơn quý vị, và sau buổi chiều anh em tôi làm xong cũng có thể quay một cái video clip. Và nhà này chúng tôi là phải làm lại phần hệ thống khí và nhiệt, âm thì chắc cũng không điều chỉnh gì đâu, thấy bố trí loa cũng tương đối là đều, cũng làm lại không có thời gian. Đây bảo chủ nhà cũng đã tự làm được này, đấy tự làm được rồi, không có vấn đề này.
bật chéo loa rồi. Và chúng tôi hỗ trợ khách hàng được đến đâu thì chúng tôi hỗ trợ. Và chủ yếu là quý vị có thể tự nghiên cứu trên kênh YouTube Những Sản Phẩm Vàng, chúng tôi chia sẻ đấy rất đầy đủ. Chúng tôi chia sẻ rất đầy đủ các yếu tố kỹ thuật nhé. À, cũng thưa quý vị như vậy. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị, hẹn quý vị trong video nữa là sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị.